Xin chào các bạn, mình là Thế Anh đến từ cộng đồng Thế Anh AI Cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án IDO, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sản du dịch Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ với anh em Bây giờ chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án SEPA Dự án ngày hôm nay có pâu giải thưởng lên tới là 20.000 đô ờ, Đây là một cái pâu giải thưởng khá lớn và dự án này đến từ nền tảng KuCoin nếu tham gia vào giờ hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link dưới phần mô tả video. Các bạn đăng ký một tài khoản trên sàn Google chúng ta vào phần uh, tài khoản chúng ta một lát nữa đây lấy phần UID khai báo. Đây chúng ta sẽ lấy luôn UID. Ta copy các bạn mở link tiếp theo. trong link tiếp theo thì ở phần cuối cùng nó sẽ yêu cầu người ta khai báo UID các bạn paste vào đây. Đấy. Nó bây giờ chúng ta sẽ trả lời đáp án quiz thì ở đây có sẵn luôn đáp án nhanh anh em luôn. Đấy, cơm ngon bưng đến tận miệng luôn ba câu đầu là A. ba câu đầu là A được chưa rồi từ câu 4 này Câu 4B 5C 6B này 4B 5C 6B này Được chưa Em nhìn rõ chưa Lôi 7A này Đấy Rất nhanh đúng không ạ Và người ta gửi nộp phông này nữa là xong Ok vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành xong video chia sẻ về dự án để chúng ta ăn chia Po giới là 20.000 đô Đến từ nền tảng KuCoin trong dự án CPA Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn Giờ tiếp theo